Ra hái rau nấu canh cả nhà ơi. Con chiều hái rau mùng tơi nè, đi nấu canh tôm. Tôm này dễ trồng, còn không nó bọ quá trời nè. Cắt cho nó canh nè, cắt tới cái nhánh như vậy nè, mình ghim xuống nó lên hả, nhánh như vậy mình ghim xuống nó lên, lên lẻ hơn quả hột. Hột mình ương tới 6 tháng rồi không mới lên, 5-6 tháng lâu lắm. Tốt quá trời luôn nè. Tại vô trời lạnh nè, cô không có phát triển được nè. Này tháng 10 rồi, nay 19 tháng 10 rồi. Này đổ nó xuống trời lạnh. Mùa đông nó cũng sống nữa nhưng mà nó không có phát triển, nó chỉ như vậy thôi. Nó không có tốt. Nhà mình trồng có mấy nhánh như vậy thôi mà ăn thôi. Ăn cũng không hết đâu. Nè, bên đây tốt hơn. Xanh nè, xanh tôm. Ăn cũng không hết đâu. Cái này sợ tỏi ăn cũng ngon. Mình hái vô sợ tỏi nha. Hôm nay mình nấu canh, nấu canh tôm. Nè, lá to nha. Lá to với sao bằng một rồi. Bằng tan. Các bạn to dày với sao. Mình bên này mình không có đất, nhưng mình có cái ban công nhỏ thôi. Mình tận dụng cái thùng mót này nè. Mình mua đất thì mình trồng một con ớt này. Ớt này cay nhất thế giới nha cả nhà. Ớt này cay dữ lắm. Cay nhất thế giới luôn. Ớt này cũng vậy, ớt này cũng cay lắm. Trồng mấy cái ớt chứ ăn cũng không hết nha. Ăn không hết, mình để trong tủ đá đó, mình để dành mùa đông mình ăn luôn. Đọt, đọt nó mập như sợ. Mập như sợ. Mình hái đống nó đủ nồi canh thôi. Thì chứ cũng không hết đâu cả nhà ơi. Nhiều lắm nè. Vô đây là đủ nồi canh rồi, mình hái không có hết thôi. Cái đằng kia còn, ở đây mình còn một thùng nữa nha. Còn trong nhà nữa. Đó. Để cây sau mình hái nè, quá trời luôn nè, ăn không có hết. Mình nhấc cái đọt này đi để nó bò. Tốt dữ lắm. Này là mình nhánh nè, nhánh mình ghim xuống thôi nè, nó lên lẻ hơn là hột. Cái này mình lấy cái nhánh đó, như vậy là mình ghim nó cũng lên nữa nè, ghim nhánh nó lên lẹ hơn. Vô nấu canh thôi. Nó sẵn đây hái trái ớt luôn. Wow. Ớt được rồi. Rồi.